Thân ái, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học và lớp 3 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở trong bài này, cô Huyền sẽ cùng với các con tìm hiểu về điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Đầu tiên, chúng ta nhớ lại về ba điểm thẳng hàng. Cô cho ba điểm A, B và C. Các con cùng quan sát. theo các con trong ba điểm a b và c thì điểm nào là điểm ở giữa hai điểm còn lại a à, đúng rồi chúng mình quan sát và thấy ngay b sẽ là điểm ở giữa hai điểm còn lại vậy các con cần nhớ là nếu ba điểm a b và c thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ thì chúng ta có b là điểm ở giữa hai điểm a và c vận dụng điều này hãy xác định những điểm nằm ở giữa hai điểm a và b trong các trường hợp sau đúng rồi quan sát ở đây các con sẽ thấy các điểm c g và h không thẳng hàng với điểm a và điểm b như vậy chúng không phải điểm ở giữa hai điểm a và b i d e m a b là các điểm thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên một đường thẳng tuy nhiên các con sẽ thấy chỉ có ba điểm d e và m là nằm ở giữa hai điểm a và b như vậy chúng ta sẽ lựa chọn ba điểm là d e và m sau khi đã tìm hiểu về điểm ở giữa các con sẽ tìm hiểu về trung điểm của đoạn thẳng cụ thể cô có đoạn thẳng d e cô có điểm h là điểm ở giữa d và e vị trí của điểm h đặc biệt đó là DH dài bằng 3 cm và HE cũng dài bằng 3 cm. Thế thì khi đó, cô gọi H là trung điểm của đoạn thẳng DE. Cụ thể các con hãy nhớ, nếu như ba điểm DHE là ba điểm thẳng hàng, H là điểm ở giữa hai điểm D và E, chúng ta có độ dài của đoạn DH bằng độ dài của đoạn HE, hay ta viết DH bằng HE thì khi đó h được gọi là trung điểm của đoạn thẳng de trung điểm của đoạn thẳng de vậy chúng mình hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết ở đây đâu là trung điểm của đoạn thẳng de à đúng rồi chúng mình thấy ngay g không phải là trung điểm bởi vì sao dge không thẳng hàng ở đây ta thấy d i h và e là các điểm thẳng hàng Tuy nhiên, DH bằng HE, còn DI thì không bằng IE, như vậy H sẽ là trung điểm của đoạn thẳng DE. Như vậy các con đã biết về điểm ở giữa và trung điểm. Bây giờ cô cho mình cùng hoạt động để nhớ thêm về các phần kiến thức này. Đầu tiên, các con hãy cho biết những câu dưới đây là đúng hay sai. Cô có hình ảnh như thế này và các câu nói chúng mình cùng quan sát suy nghĩ và làm bài tập hoàn toàn chính xác m là trung điểm của đoạn thẳng ab các con quan sát đây chính là đoạn thẳng ab m đúng là điểm ở giữa ab và chúng ta có ngay am bằng mb như vậy câu này là đúng tiếp theo n là điểm ở giữa hai điểm b và c đây ta cũng thấy ngay điều này là đúng n là trung điểm của đoạn thẳng bc ta đã biết n là điểm ở giữa hai điểm b và c rồi. Vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra xem bn có bằng nc hay không. Ở đây bn bằng 3 nhưng nc chỉ bằng 2 thôi. Vậy n không là trung điểm của đoạn thẳng bc hay chúng ta có câu này là sai. B là điểm ở giữa hai điểm m và n. B đây, m và n, điều này là sai bởi vì sao? Ta thấy ngay chúng không phải ba điểm thẳng hàng. Tới bài 2 trong hình ảnh này các con hãy tìm ba điểm thẳng hàng và trả lời điểm h ở giữa hai điểm nào và điểm m là trung điểm của đoạn thẳng nào hoàn toàn chính xác đầu tiên chúng ta sẽ xác định các điểm thẳng hàng ta có bộ ba điểm thẳng hàng đầu tiên đó là a h và b tiếp theo đó là h m và k cuối cùng chúng ta có c k và d như vậy có ba bộ ba điểm thẳng hàng tiếp theo điểm h ở giữa hai điểm nào để h là điểm ở giữa thì chúng ta cần phải tìm bộ ba điểm thẳng hàng có chứa h đầu tiên là a h và b thì các con thấy ngay h đúng là điểm ở giữa như vậy h là điểm ở giữa hai điểm a và b bộ tiếp theo h m và k thì các con thấy h không nằm giữa m và k ở câu c M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Chúng ta thấy ở đây M thẳng hàng với H và K. Tiếp theo, HM lại bằng MK vì bằng 4 lần cạnh ô vuông. Như vậy, M là trung điểm của đoạn thẳng HK. Bài 3, các con hãy nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC và BD trong hình vẽ. Chính xác, đầu tiên là đoạn thẳng AC. Đây chính là đoạn thẳng AC chúng ta thấy a g hc thẳng hàng tuy nhiên a g không bằng gc và ah thì bằng hc bởi vì cùng bằng 6 lần cạnh ô vuông như vậy trung điểm của đoạn thẳng ac là điểm h ngược lại trung điểm của đoạn thẳng bd chúng ta thấy ngay đó chính là điểm g đó là một số ví dụ để giúp các con nhớ được kiến thức về trung điểm và điểm ở giữa bây giờ cô cho mình cùng luyện tập Đầu tiên, các con hãy quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời câu hỏi. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không? Và điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không? Hoàn toàn chính xác. Ở đây ta thấy các điểm này đều thẳng hàng. M là điểm ở giữa A và B rồi. AM và MB lại bằng nhau, cùng bằng 3 cm. Như vậy, M có là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tiếp theo ở đây ta thấy AB dài 6 cm, BC dài 7 cm. Như vậy B sẽ không là trung điểm của đoạn thẳng AC. Ở bài 2, các con hãy xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP. Chính xác, chúng ta thấy ngay trung điểm của đoạn thẳng MN chính là điểm I, còn trung điểm của đoạn thẳng NP sẽ là điểm K. Bởi vì sao NK bằng KB cùng bằng 4 lần cạnh ô vuông, còn NE lại khác EP. Như vậy chúng ta có K là trung điểm của đoạn thẳng NP. Ở bài 3 chúng mình hãy quan sát tranh rồi trả lời, Cào Cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB? Các con cùng quan sát Cào Cào nhảy. Đây chính là vị trí của Cào Cào. Chúng ta cần xác định trung điểm của đoạn thẳng AB ở đâu? Từ đó, biết được cào cào cần nhảy thêm mấy bước. Hoàn toàn chính xác, chúng ta thấy độ dài của đoạn thẳng AB chính là 8 đốt tre. Vậy thì trung điểm của đoạn thẳng này chính là khoảng này. Chúng ta sẽ lấy ở giữa. Đó chính là điểm M. Và độ dài của AM bằng với độ dài của MB bằng 4 đốt tre. Vậy thì ở đây ta thấy ngay cao cao đang ở vị trí này. Thế thì nó cần nhảy thêm hai bước nữa để tới trung điểm của đoạn thẳng AB. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô Huyền đã giới thiệu tới các con về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.